Câu 36 nào, ý nào sau đây là đúng nào? Tùy theo phản ứng mà vận dụng một số hay tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng tốc độ phản ứng lên. Câu C. Câu 37, tốc độ phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào? Có 5 yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, đó là nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt và chất xúc tác. Câu 38, các nguyên tố halogen có thể có suy hóa trừ 1 cộng 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 trong các hợp chất. Đúng sai? Đúng. Nguyên tố flo là có độ ẩm điện lớn nhất. Đúng. Để tăng tốc độ phản ứng thì người ta vận dụng đủ 5 yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Sai. Một vài hay là tất cả. Khí hydro sunfua có tính khử đúng không? Đúng. Như vậy là 3 yếu tố. Rồi. Câu 39, làm thế nào để điều khiển các phản ứng hóa học theo hướng có lợi nhất cho con người? Thì biện pháp nào sau đây được sử dụng? Câu A là tăng nhiệt độ áp suất. Câu B là chọn các điều kiện nhiệt độ áp suất nồng độ sao cho cân bằng học chuyển dịch theo chiều thuận. Câu C là lựa chọn các điều kiện nhiệt độ áp suất nồng độ xúc tác sao cho vừa có lợi về tốc độ và chuyển dịch cân bằng hóa học. Và câu D là chọn các điều kiện nhiệt độ áp suất nồng độ xúc tác sao cho tốc độ phản ứng thuận là lớn nhất. Nào con? Màn vàng câu C. Đúng rồi. Rồi câu 40. 40 này hãy cho biết người ta đã sử dụng biện pháp gì để tăng tốc độ hóa học trong các trường hợp sau này. Thứ nhất là rắc men vào tinh bột đã được nấu chín để uống rượu. Rắc men là cái gì vậy? Chất xúc tác. Đúng, chính xác. Chất xúc tác. Trời ơi, muốn quấn nó ghê. Cái thứ hai, tạo thành những lỗ rỗng trong cái viên than tổ ong. Chính xác, tăng diện tích bề mặt. Cái số 3 là nén hỗn hợp khí nitơ với hydro áp suất cao để tổng hợp ammoniac. Ừ, đúng rồi, hydro áp suất. Nén là áp suất cao. Nung hỗn hợp bột đá vôi, đất sét và thạch cao nhiệt độ cao để sản xuất clanke trong công nghiệp sản xuất xi măng. Có hai yếu tố không? Diện tích bề mặt là một. Vì cô cho là trạng thái bột mà. Thứ nhì là nhiệt độ. Yếu tố hai yếu tố ngay diện tích bề mặt và nhiệt độ. Câu số 5 là dùng phương pháp ngược dòng trong sản xuất axit sulfuric. Phương pháp ngược dòng nghĩa là rằng cô cho nước đi nè. Nó không đi với nhau, không đi với nhau cùng chiều để tiếp xúc mà đi ngược chiều. Cái khi mà cô đi ngược chiều như vậy, em tưởng tượng đi ngược chiều như vậy thì cái sự khuấy đảo vào nhau và tiếp xúc vào nhau nó tốt hơn là đi ngược chiều. Cho nên nó làm tăng diện tích bề mặt. Sao con? Này nó một cách đơn giản, con muốn hòa tan muối ăn con nước con làm gì con khuấy. Đúng không? Mà bây giờ đó là nước chất lỏng là con khuấy, nước chất khí là con khuấy không? Không khuấy được không? Vậy làm thế này là tăng diện tích bề mặt, tăng diện tích tiếp xúc thì làm ra người ta sẽ thổi ngược dòng. Và trên thổi ngược dòng thì nó khuấy đảo vô là cái gì làm là cho hai máy thổi thành khí. Đi ngược dòng thổi ai? Quảng cáo gì đậm tan khác đi. Trời ơi, làm cái này hai cái ấy đó. Cà phê với gì đó. Làm sữa đậm. Học nữa đó. Rồi tiếp nha, dùng không khí nén nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc là yếu tố gì? Áp suất là 1, nhiệt độ là 2. Không khí nén là áp suất, nóng là nhiệt độ. Thứ ba, tiếp theo là nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống. Yếu tố gì con? Nhiệt độ, chính xác. Yếu tố gì tới bề mặt có không? Họ không nói gì trơn, đâu nói bột bột gì đâu. Nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất clanke. Diện tích bề mặt.
không có. Viễn đưa vô nghiền nguyên liệu mà nhấn mạnh là nghiền nguyên liệu trước khi mà. Câu 41 nè. Bây giờ câu 41 cũng y chang đó luôn. Thì bây giờ nè, sự cháy diễn ra mạnh và nhanh hơn khi đưa lưu huỳnh đang cháy ngoài không khí vào lò đựng khí oxy. Không đúng. Yếu tố gì? Nồng độ. Ở ngoài không khí là oxy nén hơn so với cái lọ đựng oxy. Cho nên yếu tố đây là yếu tố nồng độ. Thứ nhì là khi cần ủ bếp than thì người ta đậy nắp lò bếp lại sao cho vẫn chạy cháy than chậm lại. Yếu tố gì? Yếu tố nồng độ. Vì đang cũng đậy lại con bếp là con mở lò ra thì không khí nó vào đúng không? Giờ con đậy lại thì không khí nó vào được không? Không, rồi ít giảm oxy xuống thì sự cháy diễn ra chậm. Trên đó vẫn là yếu tố nồng độ. Thứ ba, phản ứng lưu hóa. Phản oxy hóa lưu huỳnh dioxit tạo thành lưu huỳnh trioxit diễn ra nhanh hơn khi có mặt van dioxit. Vì sao nè, chất xúc tác. Phản ứng này mình gặp hồi năm nào rồi? 9 á. Trong quá trình mình học hóa lớp 10 thì gặp rồi. Nhôm bột tác dụng với dung dịch axit clohydric nhanh hơn nhôm dây. Ừ, diện tích bề mặt. Tiếp tục, tốc độ đốt cháy lưu huỳnh tăng lên khi đưa lưu huỳnh đang cháy trong khí vào bình chứa khí oxy nguyên chất. Nồng độ. Tiếp tục nào, tốc độ của phản ứng giữa hydro và oxy tăng lên khi đưa đột bột plantin vào hỗn hợp phản ứng. Chất xúc tác, chính xác. Các em biết nè, cái bột plantin nén có một cái tác dụng là hắn sẽ đính được các phân tử hydro lên cái bề mặt của nó, không có cho chạy lộn xộn, cho nên cái diện tích tiếp xúc nó lớn. Rồi, tốc độ phản ứng giữa hydro và oxy tăng lên khi đun nóng. Nhiệt độ, đúng luôn. Rồi, tốc độ đốt cháy than tăng lên khi đập nhỏ than. Đúng rồi, diện tích bề mặt. Rồi, giáo sư Bùi Hiền. Đọc câu 42 và chọn đáp án cho cô. Trắc nghiệm đó con. Không đọc đề. Rồi chọn đáp án cho cô. Chính xác. Mangan dioxit là chất xúc tác nha. Câu 43. Giáo sư Vũ Hiền. Không đúng con. Phản đi có chất xúc tác là MnO2 cơ mà. Họ không ghi vô thôi chứ, xúc tác MnO2. Không đúng. Áp suất. Chất tham gia phản phải là chất khí thì yếu tố áp suất nó mới ảnh hưởng đến tốc độ phản. Không. Bây giờ có 44 nào. 44 nè. Nguyên. Đúng, chính xác. Đúng, chính xác. Đúng hay sai? Đúng sai vì đâu? Nó không bay hơi. Sắn như dầu đúng mà nó không bay hơi. Số 4. Chính xác. Như vậy mình sẽ khoanh OC. Mạnh dạng OC đúng không? Huy ơi, trả lời cô con. Để dập tắt một đám cháy thông thường nhỏ mới bùng phát,
thì người ta có thể dùng biện pháp nào trong số các biện pháp sau đây? Nước. Thứ nhất là dùng vỏ chăn ướt trùm lên đám cháy được không? Được. Dùng nước để dập tắt đám cháy được không? Được. Dùng gas để dập tắt đám cháy được không? Được. Bây giờ câu hỏi này, vì sao mà con phải nói chung á là tốt nhất là vì răng mà các con nếu mà biện pháp tốt nhất là các con sử dụng biện pháp nào? Hả? Gửi cát sẵn đâu mà có. Vỏ chăn ướt là tốt nhất. Này, câu hỏi này, vì sao các con làm như vậy? Thứ nhất nè, vỏ chăn á là khi con trùm lên cái đám cháy thì con sẽ ngăn không cho không khí nó tiếp xúc với cái đám cháy. Đó là cách ly chất cháy với không khí, với oxy. Biện pháp thứ nhất. Còn con dùng ướt là vì sao? Ướt là nó sẽ làm hạ nhiệt độ cháy xuống. Đó là biện pháp thứ hai, hạ nhiệt độ chất cháy xuống. Dưới cái nhiệt độ cháy thì nó sẽ không cháy nữa. Cho nên biện pháp tốt nhất ở đây là câu dùng vỏ chăn ướt chùm lên đám cháy. Hai kiểu dùng được không? Được chứ. Ví dụ mà không đám cháy thì vẫn tự dầu được thì đang không. Ấy, cá. Ủa, chăn không được rồi cô. Nè, cô nói là chăn ướt, như là chăn mình làm ướt chứ không phải là nhỏ nước ra. Con thấy cái họ tập huấn cái chuyện mà dập tắt đám cháy xăng dầu chưa? Họ đốt một cái đám cháy xăng dầu thì trên thùng phi á, xong rồi ông nó thấm nước ướt chăn, xong rồi nó ụp lên cái mặt đó. Tiếp câu 46 nào. Nội dung thể hiện trong câu nào sau đây là sai? Nhanh lên con, nội dung thể hiện câu nào sau đây là sai? Long. Đừng gửi lên càng lên cao ấy. Là sai. Vì sao qua sai? Càng lên cao. Trời ơi. Càng lên cao không khí càng loãng. Là oxy nó càng ngày càng ít. Làm ra mà cháy nó nhanh hơn trên cháy mặt đất được. Câu 47 nào. 47 khi đốt pyrit sắt trong lò. Thôi, câu 47. Khi đốt pyrit sắt trong lò để đạt hiệu suất cao thì cần phải làm gì? Nghiền. Nhớ nè, các em nghiền chất rắn là tốt, nhưng không được nghiền quá miệng. Vì nghiền quá miệng thì khi em đổ đóng vô thì thắng sẽ tự động nó kết lại. Lúc đó thành nguyên khối lại. Cho nên nó phải nghiền mức độ kích thước vừa phải và cho dư không khí. 48 trong quá trình sản xuất gan đã xảy ra phản ứng à, thấy chưa? Biện pháp nào đây? Biện pháp nào? Mình có thể tăng áp suất, chính xác. Mình tăng áp suất được không? Có, vì có chất tham gia là khí nè. Làm gì con? Dạ. Tiếp nha. À, câu số 49. Cô tăng nhiệt độ lượng cho ta. Yếu tố nào được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp dùng phương pháp ngược dòng trong sản xuất axit sulfuric? Khi nãy mới nói xong. Câu 50, yếu tố nào được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp sau đây? Phản oxy hóa lưu huỳnh trioxit diễn ra nhanh hơn khi có mặt vanadi oxit. Đúng rồi, áp suất xúc tác. Câu 51 nè, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn vì sao? Câu A, cái nào lớn hơn? Trước hay sau? Dạ. Sau. Vì sao sau? Nồng độ lớn hơn gà biểu đồ thì mình biết đâu. Nãy em định nói biểu đồ siêu ế 4 là 2m mà sau là siêu ế 4 mấy m? 4m. Yếu tố
nồng độ. Phía sau nghe, yếu tố nồng độ nghe. Câu nhì. Câu nhì là cái nào? Trước hay sau? Mạnh dạng cái sau. Cái đầu là 25 độ, cái sau 50 độ. Là yếu tố gì? Nhiệt độ. Câu C, mạnh dạng câu nào? Mạnh dạng câu sau. Ủa? Cái đầu bột mịn mà. Cái bột có phải bột mịn đâu. Thứ hai là cái này nó diễn ra trong dịch mà. Diễn ra trong dịch mà. Cô D. Câu tay bồ. Câu sau vì đang xúc tác. Coi chất xúc tác. Tương tự của năm 2. Bà Hiền, Bùi Hiền. Dạ. Chọn cái nào? Trong mỗi cặp mà hướng sau phản ứng có tự lớn hơn. Còn câu sau á cô. Ờ vì sao? Bởi vì có nồng độ cao hơn. Ờ nồng độ HCL cao hơn. Ờ câu dưới là mạnh dạng câu sau luôn. Ờ. Bởi vì có nhiệt độ cao hơn. Ừ đúng rồi. Câu dưới là hồi nãy bị chửi rồi nên là nhớ hồ. Ờ. Ủa giống anh em đi cô. Nhiệt phân với lại là nhiệt phân hỗn hợp. À hỗn hợp cái cô. Câu nào? Có MN. MNO2 xúc tác. Bây giờ câu 53. Khoanh vào, cái nào tăng hay giảm? Tăng, khoanh chữ tờ. Giảm chữ G, chữ G. Còn không thay đổi là chữ K. Bây giờ thay 6 gram kẽm hạt bằng 6 gram kẽm bột là tăng hay giảm? Tăng. Nghĩa tăng diện tích bề mặt mà. Cái thứ nhì, dùng H2O42M thay cho dung dịch H2O44M. Giảm vì nồng độ của chất tham gia vẫn giảm xuống. Tăng nhiệt độ phản ứng lên 50 độ C. Tăng. Tăng thể tích dung dịch H2O44M lên gấp đôi. Ừ đúng rồi, yếu tố thể tích của dung dịch là không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Khi hòa tan một mẫu đá bô vôi bằng dung dịch HCl trong một ống nghiệm, một học sinh dùng các cách sau đây. Các con coi các cách nó có mấy cách. 4, 6 cách. 6 cách thấy chưa? Và đề hỏi là có bao nhiêu cách có thể làm cho tốc độ mẫu đá vôi tan nhanh hơn? Đập đá. Đập nhỏ mẫu đá được không? Đập nhỏ mẫu đá được không? Được. Cho thêm ít nữa 2C3 hỗn hợp có không? Có. Không. Đun nóng hỗn hợp được không? Được. Cho HCl đặt vào được không? Lấy dịch HCl đặt được không? Được. HCl đặt hơn. Thêm kẽm vào hỗn hợp được không? Không. Những kẽm vừa để làm chi? Cho ống nghiệm lớn hơn được không? Được không? À được. Mình chỉ có. Đâu liên quan. Có 3 biện pháp thôi. Câu 56 Vũ Hiền. Câu 55 cô. 55. Sao kẻ cái nào? Cái nào mà tốc độ vẫn không thay đổi nào? Nguyên. Trời ơi. Tăng gấp đôi đường kẽm, chính xác. Câu 56, Nguyên. Cái gì đó là mẹ? Con muốn biết tốc độ nào lớn nhất thì con phải tính nồng độ dung dịch HCl ở trường hợp D. Nồng độ CM bằng gì? Chắc gì? CM bằng 10 nhân D nhân C 100 chia M lớn. 10 nhân D nhân C 100 chia M lớn. M lớn. Bây giờ bấm 10 nhân mấy đây? Cái gì? 10 nhân D là kìa. Dạ, chia mấy? Chia 20. Chia 36.5. M lớn HCl 36.5. Dạ, bao nhiêu? 0.016. Mạnh dạng của B. Nãy giờ mạnh dạng của D đấy. Mạnh dạng của B. CL mấy? Mạnh dạng của B.
Ok chưa? Hiểu con à? Con phải đổi nồng độ ra CM hết mới so sánh được. Tiếp tục câu 57 nè. Chọn đáp án cho cô coi. Cô đọc lại cái công thức đi cô. Kỳ đó trời, 10 nhân D nhân C nhân trăm chia M lớn. Ôi trời ơi, quên, 10 nhân D nhân C nhân trăm chia M lớn chứ. Tự nhiên chia C nhân trăm đó. Bấm lại. 10 nhân D nhân C phần trăm. Cô hồi nãy bấm ra sóc đứng không luôn. Là 10 nè. Nhân 1,2 công thức đi học hoài rồi mà răng. Nhân 20 chia 36,5. Em hồi nãy ra 3. 6,56. Bây giờ mạnh dạng có D đúng rồi đó. Phải đây. Tiếp tục câu 57 nào. Uyên. Chi hoài. Cho một hàm kẽm vào 100ml dung dịch HCl2 hợp. Sự thay đổi nào sau đây không nhầm? Thay đổi tốc độ phản ứng. Không thay đổi là đặc biệt đi. Mạch dạng cô đê luôn. HCl là không được, quá được mà. Mình sẽ ra mạch dạng cô đê luôn. Câu B. B. Con cho nước vô là nồng độ nó bị loãng ra. Cho nước vô là nó làm giảm nồng độ xuống cái gì nè. Giảm nồng độ như HCl, còn cái yếu tố mà không thay đổi là câu B. Câu 58. Chị đó em. Trường nó không thi cái này. Cái nào? Tốc độ phản ứng tạo ra hydro nhanh nhất. Câu A, chính xác. Câu 59 luôn nè. 59 là cái nào? C. Câu 60. Tốc độ phản ứng sẽ giảm khi nào? Khi. Câu A là tăng nè, câu B là tăng nè, câu C cũng tăng nè, câu D mới là giảm. Vì sao? Giảm nồng độ chất tham gia vận xuống. Đang 2M còn có 1M thôi. Câu 61. Cái nào không làm thay đổi tốc độ phản ứng? Không làm thay đổi tốc độ phản ứng. Câu A chính xác. Thể tích dung dịch không ảnh hưởng gì hết. Câu 60 nè. Cái nào là chậm nhất nè? Câu 2 là bột mà con. Cục. Đúng rồi. Câu A, trường hợp thứ nhất. Cục nè, nồng độ có 2M, nhiệt độ 25 độ C. Thấy phản chưa? Thấy phản chưa? Nếu dùng 1 gram bột sắt thì tốc độ phản xảy ra nhanh hơn. Nếu dùng một viên sắt có khối lượng 1 gram. Vì sao? Đang dùng bột sắt thay cho cái gì nữa? Bây giờ một cái là viên sắt, một cái là viên sắt, một cái là bột sắt. Nghe nữa nè. Lúc đầu là cô dùng gì? Viên hay bột? Viên sắt. Sau đó cô dùng gì? Bột sắt thay cho viên sắt. Thì tốc độ phản ứng sẽ hay sao? Nhanh hơn. Là vì sao? Lớn hơn. Kích thước lớn hơn, nhờ lớn hơn là diện tích bề mặt nhỏ hơn. Câu 64. Đây nè, thấy nhiệt độ càng tăng. Nhiệt độ càng tăng này thì tốc độ phản ứng càng chi đây? Càng tăng. Như vậy mình thấy tốc độ phản ứng tỷ lệ thuận với nhiệt độ. Rồi, như vậy là khi đun nóng thì sao? Tốc độ phản ứng sao? Khi đun nóng thì tốc độ phản ứng sao? Tốc độ phản ứng nhanh hơn hay chậm hơn? Nhanh hơn.
Người chọn cái nào? Không thấy cái mùi đúng hết trơn. Chọn qua, chọn qua, bỏ đi. Bỏ chữ khi không bị cũng nóng đi.